Hello các bạn nha. Mùa bóng đá đã chuẩn bị khởi tranh chỉ còn vài ngày nữa thôi là Euro sẽ diễn ra. Và hiện tại thì chúng ta nên mua những cái máy chiếu đã qua sử dụng thì nó sẽ kinh tế hơn và nó hiệu quả hơn rất nhiều. Về các cái dòng máy này hiện tại ở thị trường Nhật xuất về Việt Nam rất là nhiều với giá phải nói là cực kỳ rẻ. So với các cái máy chiếu mới thì các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng bằng 1 phần 3 đến 1 phần 4 thôi. Thì các bạn đã có thể sở hữu được cái máy chiếu với chất lượng cực kỳ tốt. Và ở đây là loạt series máy được cung cấp bởi trong web maychiucu.com. Các bạn mua càng sớm thì giá càng rẻ và sẽ mua được cái máy chất lượng càng tốt nha. Rồi hôm nay mình sẽ demo cho các bạn một cái mẫu máy chiếu Epson EB950WH. Dòng này thì chuẩn HD 720p và hỗ trợ độ phân giải Full HD. Một cái điều cực kỳ đặc biệt đó là cái dòng máy này có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn nhưng mà cái độ sáng này, màu sắc này và cái sự tiện nghi của nó phải nói là tuyệt vời. Đây, các bạn sẽ xem được các cái cổng kết nối của em ấy nha. Đây nha. Hai cổng HDMI này. Rồi. Hai cổng HDMI rồi, Audio In-Out này, Computer, USB, cổng LAN và hỗ trợ kết nối không dây luôn nha. Nếu các bạn mua tại trang web maychiucu.com của VNPC thì các bạn sẽ luôn luôn yên tâm. Vì với chế độ bảo hành 1 đổi 1 thì các bạn không có gì phải suy nghĩ cả. Đây là cái hình ảnh thực tế của em ấy. Mình sẽ thao tác ở trên cái menu để các bạn xem thấy cái sự tiện lợi của em ấy nó có cái thiết kế cái menu tiếng Việt phải nói là cực kỳ dễ dàng sử dụng. Menu tiếng Việt này, cái màu sắc. Các bạn thấy không? Thôi đối với các cái quán cà phê hay nhà hàng á, thường thì các bạn chỉ chiếu màn khoảng từ 100 đến 120 thôi. Nhưng mà ở đây mình đang chiếu cái màn tới 150 inch, 150 inch mà nó đẹp cỡ này thì nếu mà các bạn chiếu màn nhỏ hơn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Một cái điều cực kỳ tiện lợi của em này mà những cái máy chiếu thông thường khác không có được đó là nếu mà các bạn lắp xéo góc á, thì cái tính năng chỉnh cây tông theo cái chiều ngang cực kỳ tiện lợi nha. Đối với một cái máy thông thường thì các bạn phải đặt chính diện vuông góc thì đối với 950WH thì các bạn đặt xéo góc. Các bạn vẫn có thể chỉnh vuông hình một cách cực kỳ đơn giản. Và cái nắp đậy phía trước này thì nó sẽ hạn chế cái bụi bẩn khi mà chúng ta không sử dụng chúng ta đậy nắp lại. Các bạn lưu ý là trong quá trình sử dụng nha, các bạn hạn chế lau chùi cái ống kính này. Và cái nắp này nó chỉ có tác dụng là nó ngăn chặn bụi bẩn và hơi nước ở bên trong thôi, nhưng nó không có tác dụng tắt máy. Nếu các bạn tắt máy thì các bạn phải tắt ở trên này hoặc là trên cái remote nha. Rồi thông tin về giá bán cũng như là chất lượng từng máy thì các bạn truy cập trang web maychiucu.com. Hiện tại đang có khuyến mại tặng màn chiếu và với các bạn ưu tiên mua sớm thì sẽ được lựa chọn các cái máy chất lượng tốt hơn, đẹp hơn nhưng mà giá cả lại rẻ hơn nha. Càng sát ngày thì giá cả có thể nó sẽ biến động theo cái chiều hướng mà nó sẽ tăng lên một chút. Thì vì đó cái thời điểm đó thì nó sẽ nhu cầu nó sẽ nhiều hơn. Rồi các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web maychiucu.com nha. Đây là cái demo thực tế về máy chiếu Epson EB950WH tại trang web maychiucu.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn sẽ lựa chọn được những cái máy chiếu mình yêu thích trong tầm giá các bạn mong muốn.